Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Kim Piano Garden Grow Close Out Sale 714-373-8000. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, theo như tin tức cho biết thì có một cái luồng khí nóng sẽ ập vào từ miền Tây Nam của Hoa Kỳ trong ngày hôm nay, mà khởi đầu đi là từ Mexico lên đến vùng Trung Bắc và sẽ băng qua phía Bắc của Texas đến Kansas và Michigan, khiến cho nhiệt độ ở những tiểu bang này ngày hôm nay trung bình là khoảng 105 độ mà lên có thể lên đến 108 độ nóng nhất. Nhưng mà trong khi đó thì quý vị cũng thấy là nhiệt độ ở Cali thì lại vô cùng lý tưởng. Quá tuyệt vời. Dạ vâng, ở Westminster và Garden Grove ngày hôm nay trung bình cũng chỉ có 76 độ mà thôi. Los Angeles hoặc là San Bernardino thì có thể lên tầm đâu 84-85 độ, nhưng mà như vậy cũng rất là lý tưởng rồi. Xin lỗi cậu em. Dạ vâng. Hồi nãy tôi nói quá tuyệt vời, nhìn lên cho nó 96 độ. Nhưng mà cái chỗ đó là Inland Empire. Dạ vâng. Chứ không phải là Westminster. Dạ vâng, Westminster chúng ta có 70 mấy thôi. Dạ, còn buổi tối 102 độ đâu vậy? Sa mạc. Ok, it's ok. Dạ. Và buổi tối thì quận Cam chúng ta xuống chỉ còn có 60 độ thôi thưa quý vị. Dạ, thế mới được. Mát lạnh, cho nên là cuối tuần này rất là lý tưởng để cho quý vị ở nhà xem đá banh hoặc là có thể đi đâu đó chơi với gia đình. California quá tuyệt vời, nhất là khi mà quý vị nghe được cái budget của ông Jerry Brown, ông ký 200 tỷ Mỹ Kim. Mà trong đó gia đình quý vị có con em khuyết tật hoặc là có người già chăm sóc, và những quý vị nào trong cái diện nghèo có 117.000. Dạ vâng. 117.000 sống ở San Francisco cũng trong thực diện nghèo. Nhưng mà thưa quý vị, cái budget này, cái ngân sách này giúp rất ích cho các trẻ em đi học từ lớp 1 tới lớp 12 như chúng tôi đã thưa ngày hôm qua. Quý vị có thể tưởng tượng không, trẻ em ở California này một năm được chính phủ tài trợ lên tới 11.000 mấy trăm đô la tiền học cho các em nữa. Rồi quý vị nào mà muốn đi học mà không có giờ để đi đến trường đó, thì có thể lên online để có được cái bằng GED. Chúng tôi nhìn thấy các con số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay rất là tốt đẹp. Chắc có lẽ là ngày hôm nay họ muốn mua bán cho thật nhiều để có tiền lời chuẩn bị cho cái tuần lễ 4th of July, lễ độc lập sắp tới. Và chúng tôi cũng không hiểu vì lý do nào, xuống thì xuống quá nhiều mà lên mà tin tức thì cũng không thấy có cái gì gọi là tốt đẹp cả. Rõ ràng cái chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn còn đó. Và sắp tới đây thì qua đến tháng 7 thì Tổng thống Trump sẽ đến châu Âu tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, rồi gặp ông Putin. Nhưng mà vấn đề mậu dịch chiến tranh đó chưa có cái gì đã khởi sắc hết cả. Tình hình thị trường của châu Âu, châu Á vẫn đi xuống. Nhưng mà Hoa Kỳ ngày hôm nay thì lại lên trở lại. Dow Jones lên 254 điểm, Nasdaq lên 62, S&P 500 lên 24. Dầu vẫn tiếp tục tăng. Và Bank of America phân bổ đầu tư là Merrill Lynch đã đưa ra cái dự đoán là dầu có thể lên tới 90 đô la. Hy vọng là dự đoán giống như quý vị dự đoán đá banh vậy đó, nhà nó sai hết. Thì hy vọng các dự đoán này cũng sai luôn. Nếu không thì chúng ta phải trả giá xăng quá cao, nhất là California này. Xăng có thể lên tới 4-5 đô la nếu mà giá dầu lên tới 90-100 đồng. Nhưng mà ngay giờ thì dầu tiếp tục lên mạnh nữa, 92 cent, 74 đồng 37 cent. Chưa bao giờ mà giá dầu lên nhiều như thế, chỉ trong vòng có một tuần lễ vừa qua mà thôi. Vàng lên được một đồng tư nhưng vẫn ở mức thấp 1.252 đồng 40 sen. Và bây giờ chúng tôi gửi đến quý vị phần tin tức cập nhật sau khi cảnh sát đã mở cuộc họp báo sáng nay và cho biết thêm chi tiết hung thủ là ai, những người đã thiệt mạng là ai, chuyện gì đã xảy ra chiều hôm qua tại tờ báo lâu đời nhất của nước Mỹ, The Capital Gazette. Thảo Yên gửi đến quý vị phần tường trình chi tiết.
Vâng, thưa quý vị, vào 3 giờ trưa ngày hôm qua thì có một vụ xả súng tại tờ báo Capital Gazette ở Maryland khiến cho 5 người đã thiệt mạng và nghi phạm cũng đã bị bắt. Thì được biết là tờ báo này nằm trong một cái tòa nhà 4 tầng, hung thủ đã mang theo một cái ba lô bên trong chứa lựu đạn khói và cũng như là bom khói, và y cầm một cái khẩu súng. Được biết là y đã nổ liên tục vào trong phòng tin tức khiến cho 4 ký giả chết ngay tại chỗ. Còn người thứ 5 tuy được đưa vào bệnh viện nhưng mà rồi cũng không qua khỏi. Và được biết đây là cái vụ xả súng khiến cho nhiều ký giả chết nhất kể từ sau thảm kịch 911. Hung thủ được xác nhận là Gerard Ramos, 38 tuổi, cư dân của thành phố Laurel thuộc tiểu bang Maryland. Được biết là nghi phạm đã lên một kế hoạch rất là chi tiết cho cái vụ thảm sát này, và y nhất quyết từ chối hợp tác với cảnh sát, và thậm chí là y đã phá hủy dấu vân tay để mà tránh cái việc bị nhận dạng. Tuy nhiên, các nhà điều tra vẫn có thể xác định được danh tính của tên này khi họ sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Và được biết là ngày hôm qua thì hơn 170 nhân viên của tòa báo đã được sơ tán an toàn. Thì cảnh sát đã cho biết Ramos đã ôm một cái mối hận lâu năm với cái tờ báo này, thưa quý vị. Khi mà vào năm 2011, y đã dùng Facebook để tìm ra một cô bạn thời trung học và bắt đầu liên tục quấy rối cô này. Thì nạn nhân cho biết là y đã gọi vào nhà băng nơi cô làm việc rồi gửi email khiến cho cô bị nhà băng đình chỉ công việc. Và rồi sau đó thì tờ báo nói rằng cô cũng bị đuổi việc, nhưng mà không biết có phải là hậu quả từ cái việc bị Ramos quấy rối hay là không. Thì 5 ngày sau khi mà Ramos bị kết tội trong cái vụ quấy rối này, tờ báo đã đăng một cái bản tin rất là chi tiết với cái tựa đề có vẻ như là khiến cho y bị mất mặt, đó là ghi rằng Gerard muốn làm bạn với bạn. Thì một năm sau, y đã nộp đơn kiện cái tờ báo này tội phỉ báng, nhưng mà đơn kiện của y đã bị bác bỏ. Đến năm 2015, y lại tiếp tục kiện và lại tiếp tục bị bác đơn. Thì một số nhân viên làm việc lâu năm cho tờ báo, họ nói rằng khi mà biết tay súng là Ramos thì họ không hề ngạc nhiên, là bởi vì y đã bắt đầu quấy rối tờ báo này kể từ sau khi mà họ đăng cái bản tin này. Và y liên tục sử dụng mạng xã hội để mà hăm dọa cũng như là phỉ báng tờ báo, mà lần cuối cùng mà y hăm dọa đó là chỉ một vài tiếng trước khi mà xảy ra cái vụ nổ súng. Y đã dùng Twitter để mà lăng mạ cái tờ báo này. Thì được biết là những nhân viên của tờ báo họ đã từng gọi cảnh sát vào năm 2013 khi mà y đến đây quấy rối, và khi đó tờ báo định xin lệnh cách ly nhưng mà rồi họ đã không làm cái việc đó, thưa quý vị. 5 người thiệt mạng vô tội, thưa quý vị. Cái người viết cái bài báo mà Thảo Yên vừa trình bày đó, họ không còn làm việc trong tòa soạn nữa, và kể cả người chủ bút cũng đã thay thế các công việc khác. Cho nên vào thời điểm xảy ra vụ tấn công này thì rõ ràng là tên Ramos này chỉ tìm kiếm để trả thù tờ báo mà thôi. Và đây là bức hình một cái tên điên, vâng, thích quấy rối người khác, và khi tờ báo viết lên sự thật thì hắn lại kiện. Kiện thua tòa dưới và kiện thua lên tòa phúc thẩm, tức là tòa kháng án luôn. Và y đã ôm lòng thù hận cho đến giờ phút này. Và sáng ngày hôm nay, Ramos đã bị truy tố 5 tội giết người và thêm nhiều tội danh khác nữa gây hại đến người khác, trong đó cũng còn vài người bị thương. Bản tin ghi nhận, thưa quý vị, và cũng may mắn là trước đó chỉ có vài ngày tòa soạn Gazette đã tập huấn việc mà an ninh và khủng bố vân vân. Vì thế họ nói rằng cảnh sát trong vòng 60 giây mà thôi đã có mặt tại hiện trường, ngay khi một trong những cô thư ký và phóng viên của tờ báo chui xuống gầm bàn và bấm 911 gọi cảnh sát. 60 giây cảnh sát tới liền. Và họ nói rằng nhờ như vậy mà tên này mới chịu buông xuống. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo, gửi đến thêm quý vị một vài chi tiết trong cái vụ thảm sát rất đáng buồn này.